Hello, xin chào mọi người đã quay lại tiếp theo kênh của Chương Tiền Tỷ nha mọi người Thì hôm nay mình có bộ phụ tùng đầy đủ để đi chuyển cho khách ở Bình Thuận Thì sẵn tiện đây mình quay sơ cho mọi người xem nha mọi người Ở đây là bánh 319, bánh 319 cam hàng nha 319 cam hàng, ở đây nè mọi người Đó, 319 nè 319 cam hàng Ở đây có trục dài 1m3 trục trục đặc nha Anh em mình có làm thêm trục đặt mới tiện thêm đây trục đặt trục đặt thì nó có dài mét 3 nha mọi người mét 3 mét 2 mét mốt 1 mét cũng có 90 cũng có ở đây có nhíp 7 tắc 6 lá nhíp 7 tắc 6 lá bằng 5 phân nha Mình là cũng bắt tay ô bát vô đầy đủ nè nhíp 7 tắc 6 lá tay ô bát đầy đủ nha mọi người ha bắt sẵn mình đã bắt sẵn này thì anh em về chế thì chỉ việc ráp lên cho anh lẹ. Ráp cho lẻ thì có cái cầm luôn Cầm đây Cầm mình đầy đủ ha Mình đã bắt sẵn Nhíp thì có hai nhíp hai bánh Trục một trục Ở đây có cục lôi này nữa Cục lôi này cục uh, cốt 30 Cốt 30 này cái này có khả năng kéo được cả tấn nha mọi người Thì anh em đặt hàng cho mình mình làm rất là chuẩn rất là ok luôn Hàng rất là chắc Có phụ kiện cửa thì có uh, Tôm nè Tôm để gà bẩn nè lề nè đó máy bát để bắt vào bộ này tải được 800 kg nha mọi người 85 kg thì tương tự như vậy thì qua bên đây thì có bộ nhỏ hơn bộ này tải anh 500 kg nha mọi người thì bánh nó nhỏ hơn bánh nó nhỏ hơn thì bánh 275 bằng bánh xe máy mình nha mọi người trục thì cũng nhỏ hơn xíu nhíp nó cũng nhỏ hơn xíu cọc lôi thì cũng bình thường thôi còn mấy phụ kiện khác thì như nhau À, mọi người có mua nhíp lẻ hay cục lôi lẻ nè mọi người Nhíp lẻ là lôi lẻ mình vẫn có bán nha Ở đây có cục lôi Có mua lẻ thì mình có hàng sẵn nha mọi người Thì có để cái số điện thoại dưới zalo bên dưới thì mọi người mua thì Thì cái bạn zalo mình sẽ tư vấn thêm nha Thì cái hàng này thì mình bao ship toàn quốc nha mọi người Bao ship toàn quốc Ok mọi người có đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với lô mình sẽ tư vấn thêm ha đó mua cái gì mua cái gì đó Nhưng bán lẻ vẫn có nha mọi người đầy đủ ở đây có thêm cái cái hộp lâu này nó kéo tới một tấn là mọi người cái này kéo thành năng kéo trên tấn này mọi người nè này rất là bự cái này cốt 30 mươi à, xin lỗi cái này cốt 40 còn cái này nó chỉ cốt 30 thôi ba mươi cái 30 kéo vẫn được tấn nha mọi người về hàng thì cho em thêm sắt vô cho nó dày dặn vô kéo khỏe rất là khỏe luôn đó mọi người à. Cảm ơn mọi người đã xem video để tiếp tục là thì mọi người có đăng ký kênh ủng hộ mình à, để tiếp tục ra những video những chiếc xe thì mọi người có thể vào đó xem nha và mọi người muốn chế xe thì mình có chế rất là nhiều xe rồi đó, mọi người à, vô kênh mình thì bấm hiển thị lên thì nó sẽ rất là nhiều video chế xe ha đó, cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người